Đấu bàn lấy cho bên mình thôi, chứ thực ra là vâng bên đội bạn thì vẫn còn lâu. 1-0 trong C3 dành cho cặp đôi của phía team Nghệ An Baby Pearl trong trận đấu này. Dành cho cặp đôi của phía team Nghệ An, trong khi đây là Egypt của game thủ Mạnh Hào. Và Văn Hưởng là người được cầm Katarian, như vậy là quân xét về quân là xấu hơn dành cho bên mình. Và tôi thì tôi vẫn thích Baby Pearl hơn. Tôi thích những cái loại quân mà có khả năng vâng ép đời tốt hơn. Nói chung là tôi vẫn cứ thích những loại quân ép đời thôi. Vâng, quân các ông có cho tôi cầm những loại quân kiểu Egypt, mấy quân không có khả năng ép đời tôi không thích. 1k rồi. Còn thực ra mà có 990 người thôi, anh em cố lên 10 người được không? Vâng, anh em gọi người yêu này, bà con, cô dì chú bác vào cái gì nhỉ? Em gái nuôi này, cô gái nuôi này, chị gái nuôi của mình vào đi. Vâng, thêm vâng, càng ngày càng sụt là như thế nào? Game TV nhiều bình luận viên quá chẳng nhớ hết. Thực ra là Game TV hiện tại thì chỉ có 3 bình luận viên đang hoạt động. Vâng, thực ra đúng là chỉ có 2 thôi. Đó chính là em và Hải Mario là hai hoạt động, còn Gver thi thoảng bình luận. Gman thì không biết là anh còn bình luận. Vâng, nói chung là có lẽ là vẫn sẽ bình luận, nhưng mà hiện tại thì anh đang tập trung cho những dự án của mình, bao gồm dự án đầu tiên đó Streamer và Gman Academy. Vâng, Katarian đã có một bầy hiêu với nhà chính của mình. Bàn đánh máy tới từ người cầm Egypt xem. Hào có một voi đang cố gắng đưa về. Bầy hiêu đang là rất xấu và con voi cũng đang ở một vị trí rất khó để có thể lùa. Không hề đơn giản. Nhớ Gman VL. Thực ra thì Gman bây giờ vẫn đang stream. Bây giờ hiện tại như vẫn đang stream phải. Em nhớ Gman, anh em có thể vào like fanpage cho anh ý. Gì nhớ Gman thì đơn giản. Tân Tiền Hải không còn ở Game TV nữa hả? Vâng, tôi chưa biết ở game Tân Tiền Hải có bao giờ ở Game TV không vậy. Sắp tới á, vâng sắp tới sẽ có rất nhiều những giải đấu nhá mọi người. Tôi biết chắc chắn nó sẽ có nhiều giải đấu, nhưng giải gì thì hiện tại là cũng chưa biết. Vâng, chắc chắn nó có giải đấu thôi, các bạn hỏi giải đấu thì kiểu gì sẽ có. Ốc Châu sẻ thua Hồng Anh 03 AC. Hai mươi trên 24. Vâng, một bài mà Mạnh Hào đang có hai bãi quả phụ còn gì nữa. Hai voi lùa về và có hai quả phụ vẫn còn ỉ ôi được. Đấy. Mỗi quả bên trên, quả dưới không phải à? Nhìn nhầm rồi, hoa mắt quá. Vâng, đây là chiếc WG dành cho game thủ Mạnh Hào, một bãi quả cũng có 6 cây. Hai sáu dân kích 806 vẫn khá mắc binh đấy chứ. 26 dân 806 ổn đấy. Đây là Katarian trong tay của game thủ Văn Hưởng. Đội bạn đó là Baby Pearl. Vâng, chống được khoảng gian đầu tiên mà tham lai của Egypt bằng với Baby Win chặt chạy ăn tranh với game thủ màu một Pearl phải không? Baby à? Vâng, như vậy là tôi viết nhầm quân, đổi ngược lại thôi. Như vậy là ăn tranh với người cầm Babylon. Persian sẽ cùng cánh với Egypt. Vâng, 23 nông dân, giò 9%. Đó là chỉ số giò của người cầm Persian bên phía team Nghệ An. Và Mạnh Hào đang chửi. Mạnh Hào đang chửi trong trận đấu này. Khi mà Per giò có 9% và đánh với 23 nông dân. Ninh Định Thè, chào bình luận viên chào tôi phát. Chưa được ai chào lần nào, chào bạn Ninh Định Thè nhá. Không biết em đọc có phải không? Tên khó đọc quá. Sao đế chế không phát triển như game LOL hay GUG nhỉ? Vâng, bởi vì là nó chưa đến lúc thôi.
cái gì nó cũng sẽ có thời điểm của nó, anh em hãy cứ yên tâm. Vâng, vấn đề là cái thời điểm nó phát triển, liệu lúc đấy mình có còn sống hay không thôi. Cũng có thể là 100 năm trước nữa thì đế chế nó phát triển, vâng, như kiểu Liên Minh bây giờ nó phát triển hơn, không phát triển hơn cả bóng đá ạ. Đấy, đó là câu chuyện. Vâng, có thể là 100 hoặc 200 năm nữa hoặc là 1000 năm nữa, nhưng mà chúng ta không thể sống đến mức đấy được. Mỗi thứ nó sẽ có một thời. Vâng, bài đây là một trận đấu mà Catalan, con giò của game thủ Văn Hưởng đã không có công giáp. Persian chém chéo thẳng, như vậy là bài Baby cũng không quá đẹp đâu. Chém một tên thẳng cánh sang phía bên này, như vậy là nhiều khả năng Mạnh Hà là người khỏe nhất đấy. Vâng, timeline đang chỉ là 2-3. Tới từ game thủ Văn Hưởng và em vẫn đang cố gắng câu kéo thời gian cho game thủ Mạnh Hào để Mạnh Hào có thể phát triển. Ủa, nhà Hào sống thế nhỉ? Đang chưa biết là Hào sẽ cơ cấu như bài này như thế nào để có thể... Vâng, để có thể giành được chiến thắng trong trận đấu này. Đây rồi, hai lạc đà. Con ngựa gió vẫn đang chưa có công. Hãy cẩn thận. Tí thì... Vâng, thực ra thì đó là một tên mà Hào đã chú ý. Nhưng bây giờ thì sẽ bị đi vào ra nghe. Vâng, sẽ bị đi vào ra nghe. 400 gỗ để Hào có thể bò với nhà cửa của mình. Tân cung R đầu tiên đều 3 con. Liệu rằng có đỡ được không? Tôi không biết đánh, chỉ thích xem thôi. Rất nhiều người cũng như bạn. Màn hình máy tới từ game thủ Văn Hưởng. Tham lai là 23/48. Vâng, một thế trận mà tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại thì bên mình vẫn có thể đánh được. Mặc dù tôi biết chắc chắn rằng số lượng lạc đà của Per đang không hề ít. Nhìn Hào là có thể rõ ngay số lượng lạc đà là bao nhiêu con. Vâng, một tên vẩy e không kịp. Đó là một pha vẩy e Kene tốt tới từ game thủ Nam Sấu Kiều. Và lạc đà đang đi rất ghê, hai lờ chảy đều. Quá đơn giản những người cầm Per khi mà không ai công vào. Hưởng cũng chỉ là một bài thủ phù. Vẫn đang cố gắng đỡ nhà. Vâng, mặc dù những con cung R Egypt đang chưa có được vâng giáp hài, nhưng các bạn có thể thấy sức mạnh tới từ con cung R Egypt là rất ghê. Vâng, như vậy là tân cung R tiếp theo. Tôi nghĩ rằng thủ được nếu như dẻo. Kìa, vẩy e bên trong kìa anh Hào ơi. Vâng, một pha vẩy e chân con nhà bà lực tới từ người cầm Persian. Bây giờ thì lại đến Mạnh Hào vẩy. Vâng, như nào thì phải nói. Vâng, có thể đỡ được nhà nhưng Mạnh Hào với sức mạnh của những con cung R Egypt rất... Vâng, khá dẻo. Vâng, thậm chí là hoàn toàn có thể chốt e bắt luôn tân lạc đà này. Hơi thiếu tay một chút thì Mạnh Hào nhưng không sao cả. Thăm lại vẫn đang là ở 32/99. E được vẩy, e vẩy ra rất nhiều. Vâng, Hưởng Ốc Châu bị sư tử cắn trên phù thủy giữa đường ạ, cạn lời. Chúng ta cùng tiếp tục xem màn hình máy của game thủ Mạnh Hào để xem Hào đánh bài này như thế nào. Như vậy là đỡ được nhà cầm Per, nhưng bây giờ thì sẽ là Babylon đẩy quân. Vâng, như vậy là cuối cùng cũng đã cứu được con phù thủy. Tạ ơn ông rồi. Vâng, như đã nói, Baby sẽ là người đẩy quân tiếp theo. Hào sẽ là người một mình phải chống cả Mafia khi game thủ Văn Hưởng đã không quá khỏe. Hưởng có chém không? Vâng, có lạc đà đẩy sang. Tiếp tục vâng đẩy lạc đà sang. Và bây giờ sẽ là sự kết hợp giữa cung R và lạc đà. Mặc dù đó không phải là những loại quân tuyển, vâng, chỉ là cung R của Babylon thôi. Nhưng liệu rằng một mình Egypt có thể đỡ được không? Hú được hai con lạc đà. Hú được hai con lạc đà trong tuần này. Nhưng cung R, vâng, Babylon đang là đông hơn một chút xíu. Có lạc đà chém. Vâng, và đỡ được trong tuần này dành cho Mạnh Hào. Mặc dù tham lai Mạnh Hào vẫn đang chỉ là ở 26. Tuy nhiên là lợi thế công và đang thuộc về các thành viên của bên phía team Nghệ An. Trận đấu vẫn đang diễn ra hay. Màn hình máy tới từ game thủ Văn Hưởng. Tham lai vẫn đang chỉ là 16. Theo tiền báo về là đã chém được ban hoàng của người cầm Per. Tham lai nào. Vâng, mình bị đè mạnh quá. Vâng, Hào đã có một trận đấu đánh thủ tốt. Vâng, thủ tốt rồi. Rồi bây giờ là chúng ta đã đến lúc chúng ta sử dụng quyền trợ giúp. Đang chuẩn bị tính đến phương án dùng quyền trợ giúp. Vẫn đang suy nghĩ để đưa ra câu trả lời.
Vâng, và sau khi đỡ nhà thành công thì Hào đã dùng quyền trợ giúp đó là xin phép đổi câu hỏi, và chúng ta sẽ nhờ máy tính đổi câu hỏi khác cho Mạnh Hào, và câu hỏi tiếp theo sẽ được máy tính đưa đến cho tất cả quý vị và các bạn trong một vài phút tới.